trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mới đây, thành phố Hà Nội đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng chống COVID-19 tầm cao. Trong đó, nổi bật nhất là việc toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, bên cạnh việc nhắc nhở mọi người chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, lực lượng chức năng thành phố còn tiến hành xử phạt nhiều trường hợp vi phạm hoặc cố tình chống đối công tác phòng chống COVID-19. Mới đây, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cũng đã công bố mức phạt tương ứng với 16 hành vi liên quan đến vấn đề vi phạm quy định về phòng chống COVID-19. Hiện tại, mức phạt cao nhất cho các lỗi vi phạm về quy định phòng dịch là 200 triệu đồng, còn nếu xử lý hình sự thì mức phạt giam giữ tối đa 20 năm. Cụ thể như sau: phạt tối đa 3 triệu đồng với người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo đúng quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết. Phạt tối đa 2 triệu đồng với người vứt khẩu trang ra vỉa hè, đường phố. Phạt tiền tối đa 1 triệu đồng với người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng. Phạt tối đa 20 triệu đồng với người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh. Phạt tối đa 3 triệu đồng với người nào không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát, dịch bệnh. Phạt tối đa 20 triệu đồng với cá nhân, 40 triệu đồng với tổ chức nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch. Phạt tối đa 20 triệu đồng với cá nhân, 40 triệu đồng với tổ chức nếu không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch. Phạt tối đa 30 triệu đồng với người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch COVID-19. Những trường hợp trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng chống dịch có thể bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Mức phạt cao nhất là 12 năm giam giữ. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. Những ai không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội làm lây lan dịch bệnh, mức phạt tối đa 12 năm giam giữ. Những ai đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, xuyên tạc về tình hình COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tối đa 7 năm giam giữ hoặc phạt tiền tối đa 200 triệu đồng. Những ai có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ, mức phạt tối đa 7 năm giam giữ. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ, như quán bar, karaoke, cơ sở thẩm mỹ, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, mức phạt tối đa 12 năm giam giữ. Những ai có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh để mua vé hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo Điều 196 Bộ Luật Hình sự, phạt tối đa 15 năm giam giữ và còn có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng. Những ai lợi dụng dịch bệnh đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự, mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ 6 tháng đến 3 năm giam giữ hoặc cao nhất là chung thân. Những ai có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tối đa 12 năm giam giữ. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, tất cả mọi người đều cần phải có ý thức chung tay vì cộng đồng. Dù là bất kỳ lý do gì, mọi người cũng không nên vi phạm những lỗi trên. Hãy thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch bạn nhé!